và xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về vụ thảm sát cưa xích ở Texas. Lưu ý video này không được xem một mình vào buổi đêm nhé, nhất là 3 giờ sáng. Ok, lại là mình đây. Vụ thảm sát cưa xích ở Texas là dựa trên hai câu chuyện có thật. Mình đang nhắc đến kẻ mặt da được gọi là Leatherface, bộ phim đã lấy từ cảm hứng kẻ giết người có thật là Ed Gein. Bây giờ cho bạn xem video thứ nhất. Đó là phần kết thúc của bộ phim Vụ thảm sát cưa xích ở Texas vào tháng 10 năm 1974. Đó là cảnh Leatherface đang múa ngoài cánh đồng Texas, trên tay cầm một máy cưa và sau đó kết thúc. Video thứ hai đó là vụ thảm sát cưa xích ở Texas. Đó là sự kiện hoàn toàn có thật trong lịch sử ở Texas. Đó là vào ngày 20 tháng 8 năm 1973. Đó là khi cảnh sát và đã bị Leatherface tấn công và kết thúc. Giờ cho bạn xem video thứ hai. The crime scene was not properly secured by Travis County Police. Two investigating officers were fatally wounded that day. This is the only known image of Thomas Hewitt, the man they call Leatherface. The case today still remains open. Video mà bạn đang xem và đó là cuộn băng đã ghi lại trước khi bị Leatherface tấn công. Sau khi đang cuộc tấn công dữ dội, một hình ảnh Leatherface đã xuất hiện ở cuối bộ phim. Video đó là lấy từ một bộ phim Vụ thảm sát cưa xích ở Texas vào năm 2003 và đó cũng là đoạn phim ở cuối video. Nếu các bạn thấy video của mình rất hay thì hãy xin cho mình like và đăng ký nhé.